Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, tôi xin giới thiệu với các bạn những điều nên làm và cần tránh khi sử dụng ống luồn dây dẫn điện. Những điều cần nên làm: ống luồn dây dẫn điện tròn thường xuyên dùng trong việc luồn dây điện trong tường, luồn trong sàn bê tông, chỗ cần phải chịu áp lực rất lớn. Chính vì thế, bạn nên sắp xếp ống luồn dây dẫn điện hợp lý cho nó ít ảnh hưởng đến khối bê tông của công trình. Hãy dùng ống luồn dây điện hợp với tiêu chuẩn. Trước khi tiến hành lắp đặt ống luồn dây dẫn điện, chúng ta cân nhắc chọn dây dẫn điện phù hợp để cho kích thước của ống luồn dây điện phù hợp. Những điều cần nên tránh: không nên chèn ép dây dẫn điện khiến dây bị chặt vào ống luồn dây, vì như vậy sau này bạn rất khó khăn trong việc luồn thêm dây điện hoặc sửa chữa. Đối với ống luồn dây điện nắp nổi, không móc một vật hoặc treo bất cứ vật gì nặng lên, tránh tình trạng biến dạng hoặc hư hại đến hệ thống luồn dây điện. Không nên sử dụng hệ thống luồn dây điện không rõ nguồn gốc, dễ gây ra sự cố, bẻ gãy, hư hỏng, độ chịu không cao. Nên sử dụng những loại ống luồn dây chất lượng cao, có xuất xứ rõ ràng. Với những đặc điểm nổi trội của ống dây điện, hy vọng bạn sẽ tìm cho mình một thiết kế ứng ý nhất, đảm bảo an toàn cho hệ thống điện với công trình của mình. Trên đây tôi vừa giới thiệu với các bạn những điều nên làm và tránh khi sử dụng ống luồn dây dẫn điện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.